Xin chào tất cả mọi người. Cả nhà mình đang trên đường đi xuống thăm vợ chồng em Dân ở Khuê Tân nha. Cách nhà mình khoảng 130 cây số nha mọi người. Mùa thu rồi mà trời đẹp quá chừng luôn. Ngày mai còn nóng hơn nữa ha. 20 mấy 30 độ. Rồi bây giờ ra khỏi đường cao tốc rồi. Này nhà mới có không nè? Đây sao kia đây. Wow, đây là nhà này là nhà mới nè. Mới có không mà giống giống nhau không à? Này nhà mới mới ha. Không, nhà này không mới dữ đâu. Cấp trước. Đoạn trước, đoạn sau thôi. Người cấp trước, người cấp sau, mấy chỗ là chiếc xi măng. Đẹp ha. Ôi, đẹp quá chừng luôn. Là chung cư nè. Chung cư cất đẹp quá ha. Còn cái này ta mới cất mà khuy bê mà con. Dạ không biết được. Nãy mình vô đây đậu được mà. Thì của nó đó mà. Nó làm gì của ai? Đây nè, nhà Dân đây nè. Em ở khu này đẹp lắm Dân ơi. Ở đây là khu nhà cao cấp nha mọi người. Này. Nhà Dân đẹp chứ sợ luôn á. Đây nè, đây có cái gì đó. Sân bay. Sân bay. Ủa đồng như gì? Mẹ cơ. Mẹ nắm như nêu nè. Ô trời đá mắt nha. Cảm ơn chị. Bỏ cô đá này. Ngon quá. Cái trái còn mới 2 sáng luôn em học. Ủa Dân. Đặng em một gói ba luộc luộc rồi đó. Đồng hồ nước mắt của anh chị đó. Cái bàn đẹp. Vậy mà xác định là cái bàn đó mua nó mới giao mà cụ rồi là không còn chưa đem qua luôn. Quý nhưng mà em xếp lại được hả? Xếp lại là nó xếp lại thì nó còn dài 90 sau 50 trời. Cái này đẹp. Ồ nó trồng bông đẹp quá chừng luôn trời. Quá đẹp nha. Đâu rau của em đâu? Rau đây. Trời ơi, nhiều rau quá vậy. Tua tàn tạ, chỉ còn cây này là được. Ê, nó trồng đẹp quá vậy. Cái này em mua ở đâu hả? Cái này em mua trên Amazon đó chị. Nó bán nhiều chậu vậy vậy Dân? Cái này rẻ, cỡ chừng 4-5 euro. Ủa sao rẻ dữ vậy? Trời, bông đây còn tốt dữ vậy Dân? Rẻ em mới mua. Chị của Hổm cũng tính trồng bông này nè. Ở ban công á, chị thấy ở mấy bà kia trồng đẹp cái lắm. Này nó, mà nó, sống nó, lâu lắm. Nó bung ra bông. Rất là đẹp. Nhưng đó mà biết tính. Sao không? Khi mà bông nó nhưng tàn mà nó không có thòng. Bông nó tàn rồi á là hầu như là khó có bông trở lại, coi như là có một lần này. Thằng này nè, bên đây là nó hợp nhất luôn chị. Nó khoái mát lắm. Ôi trời ơi đẹp quá vậy. Quý. Ủa cái thằng đó với thằng này khác hả? Giống nhau. Quý. Mà em nói chỗ này hợp hơn hả? Rồi bên ấy mát. Trời ơi nó trồng bông đẹp quá chừng lắm. Bên này đẹp ghê luôn á, xong cái hả gió thổi gãy mấy cạnh. Bữa hổm là nó ra đầy luôn, không có chỗ ra bông luôn á chị. Đây là cái khu vườn dễ thương của em Dân. Dễ thương quá nè, đây đó nè. Ồ nhỏ này trồng bông quá trời đẹp luôn ta. Chị làm biếng lắm á, chị không có rảnh luôn á. Trồng đại thôi. Đó em, khoa màu đẹp lắm á. Mỗi lần em tha về một vài chậu. Ôi cái bông hồng này mốt lên cao đẹp lắm nha. Bữa hổm nó mà không biết ở đây quá, nó có hợp không quá chị. Bởi phía sông nó qua hết đợt bông đó. Trời ơi bông ở nhà chị bây giờ không có rảnh, nó bỏ trời rồi. Bởi chị nói phải có thời gian, trời trồng ơi. Bông phải có thời gian. Trời
mất thời gian cái ghê luôn. Chị em mà đi làm đi là thôi tiêu. Cái này rau kinh giới đi hả? Rau kinh giới nè. Này của Việt Nam chánh cống nè. Dạ đó, rau kinh giới. Ừ. À, cái này của Việt Nam chánh cống luôn. Còn này của Tây nè. Melis nè. Đây. Ở cây này nhà chị có nè. Chị nói cây kinh giới của Tây nè. Này, kinh giới của Tây nè. Chị có này hả? Có. À. Là lá quế em tốt chứ bộ. Có. Đâu có cái này nhiều có chứ. Một cây một gốc gì nhất. Như vậy ăn đủ thôi, có mình em ăn nhất. Mà. Rau giáp cá tốt bộ xong nó bò vậy hả? Đó thì cái được là cái chậu này á, là em ghim vô mà nó đó, sống hả? Nó ghim vô nó dễ sống. Bị mòn vậy? Đâu? Trời ơi quá trời trái này cay không dân? Không. Cay à, không. Ớt này giống ớt kiển mà. Này ớt kiển. Không cay tí xíu nào hả? Đấy, rau răm cũng ăn được rồi nè. Rau răm. Ủa nhà em á, em không có thích trồng rau nhum hả? Ủa em trồng khoai lang nữa hả? Cũ mua về lâu không ăn nó lên mầm á, nên ăn đọt hả? Trồng để cho nó có lá nó xum xuê thôi. Ăn cây rau lang nè. Mẹ xí. Trời em trồng campanin hả? Đó đó chị. Cái này cây gì? Này rau lang luôn. Bông lang hay khoai lang mà. À đang lấy đọt ăn á hả? Không, trồng làm kiển chơi thôi chứ nhiêu đây có nhiêu đủ đọt. Trời em trồng cái cây này nữa hả? Trong mấy cái chậu này là dân mà nhà mà không có con đít thì được, mà có con đít là cưng không bao giờ cưng bài như nhà cưng về được đâu. Si on gâte là lên son phấn, on peut rien faire dans la maison. On peut pas. Không có làm gì được hết á. Về bển mua mấy cái đó chị cũng có nghĩ tới mấy cái đó ở bển á. Ờ dễ không? Bỏ vô qua đi hả? Dễ ổi, bỏ vô này hôm bữa em đi tại em đóng thùng giấy cái thùng giấy thì nó cao không và ly thì để được. Chị mua là chị mua này thì chị xếp lại được nè, còn cái này nó thì không xếp được. Cái này em cưng biết không, mấy cái này bên đây mua mắc dữ lắm. Cái này bây giờ đem ra đấu giá nha mọi người, mấy cái bức tranh này nè, rồi phải bán đấu giá mới được này nha. 5.989 là bây giờ bán đấu giá được đó nha. Đẹp nhà dễ thương quá chừng. Ngọc chưa có làm đèn xong nữa. Ở dân chứ quên hô kêu Ngọc không trời. Chưa có xong xuôi mới. Đèn là chưa. Ngoài chưa mà mời ơi, em mới có mua nhà mới đây thôi mà đã vậy là quá hay rồi em ơi. Vậy là cái này vậy mình làm hả dân? Mình làm đó, mình vậy là dân. Cái gì này em làm mắc tiền không? Peut-être plus 10,000 hả? 10,000 plus. Còn xài được thì xài. Bởi chị hai có cái mấy cái này không mà cưng biết nhiều không? Ngàn mấy đó chị nói đó, cái này nè, kích lăng thôi. Dạ, đó, coi đi rồi dẫn lên coi phòng trên. Nãy phòng tắm thấy thôi đúng không? Chưa, nhập phòng tắm chưa, coi kỹ lại coi. Nãy chị tính đi vô luôn rồi, chị tưởng là cái nhà của em. Vô coi như. Đẹp quá chừng luôn á, đồ rộng quá hen. Nói chung là em chưa có đề coi gì trơn á, em chỉ để cái này về mình làm hay có sẵn hả em? Cái này thì nó có sẵn, nhưng mà nó hồi lúc mà họ SND cho mình thì họ hỏi mình muốn tắm đứng hay là bồn nằm á, rồi họ làm. Cái này thì có sẵn, em chỉ để cái tủ đó vô thôi. Lên coi phòng nè, nhà dân trên đẹp lắm à. Em mua nhà đẹp lắm, vừa ở quá trời luôn. Nhưng mà ở dưới phòng khách sao thấy không còn sô lê dê trơn hả? Ở phòng khách sao thấy không có nắng? Tại vì á, nó nắng buổi chiều thôi. Không phòng được, nó không rộng nha dân. Phòng ngủ không rộng. Không rộng, ê, có placa còn gì nữa? Phòng ngủ chưa có dọn dẹp đúng không? Nè. Ừ. Trống nè, toàn đồ chơi này, placa, không vậy, placa. Đồ chơi của ảnh hả? Đồ chơi ảnh á. Ba cái ordinator, ngủ. Từ từ chứ em. Chị thấy tụi em đơn sơ. Nó giống người Nhật, mà chị thấy cái nhà đẹp. Đẹp lắm. Nãy giờ tham quan nhà, giờ xuống lục bếp nha mọi người. À, xôi nè mọi người. Này nắm hôm trước chị cho là em gả đông để ngồi lại ăn với lẩu. Lẩu gì vậy? Lẩu Thái. Em Dân đang chuẩn bị để nướng gà xỏ sâu nè. Nhìn hấp dẫn quá. Dân chuẩn bị hết rồi đây. Dân để cho ăn chứ. Dạ. Bây giờ ăn khai vị trước, ăn nhẹ không rồi. Sao bốc nhiều dữ vậy trời? Chị còn không nhìn nữa. Sao bốc dữ vậy chứ không ra đâu lấy.
Thì ruộng ngọt uống khai vị. Không biết. Không có gì. Nếu ở bên Tây thì thấy đâu ai uống rượu vang. Còn chú, còn chú thì không có. Không, 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 bên Tây thì không. Ừ. Sao thì trắng thì ướp lạnh, đỏ thì ngon. Lấy thịt chín món hợp. Cà cao quét tươi. Ngon, ngon đã vậy, có thể cây. Với cà qua đi xong. Ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá, giống Việt Nam quá trời luôn. Đã quá. Việt Nam thì sức mỗi đẹp cà phê ra mê. Dễ sợ luôn. Đúng. Đúng. Đậu phộng luộc nè. Đậu phộng đây, đậu phộng đây. Bao nhiêu con nhớ không em? Chạy ra đến sợ. Bao nhiêu lon? Đây nè. Ở bên Sài Gòn nó bán lon cũng mắc. Nó cũng mắc hả? Thì đó. Mà biết không? Ở Sài Gòn mua về nhiều khi hả? Nó thiêu cái tức. Hồi đó chị nhớ chị cũng mua, nó bị thiêu. 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 Đậu phộng luộc đây. Chua chua. Đây gà nướng hả em? Dạ, gà nướng. Đây em dần khéo tay dễ sợ luôn. Rất là thẩm mỹ luôn á. Đẹp lắm. Xí. Em đẹp, em làm đẹp. Ố cái nè. Của hành tím. Năm chua. Hồi hay cái tay chứ đúng. Bốn cái tay. Mày xiên đấy. Cái gà lụi này là mình chấm với sốt me chua chua của chị đó, cố tình đem ra xài nè. Ngon quá, ngon ngon quá. Dâm em làm như cái gì em nói vậy, em làm theo chồng cái hướng dẫn của là ngâm bắt đầu bác hả? Bác vừa ngâm trước khi mà chị tới luôn á. Ngon vậy á, chỉ vậy thôi. Quá ngon, tuyệt vời. Chắc cỏ mình bỏ làm này đúng thành với củ được. Cái củ thì ở. Củ kèm nó ngon lắm hay chị? Đúng chị nấu củ bán thì chị nấu những củ đén cho đó là ngon hết sảy luôn. Em chấm nấu hơn mình quán ngon đúng không? Gà nướng hả cưng? Dạ. Rồi ơi, nay em món Thái nghe. Ngon à. Em nướng gà kiểu Thái luôn hả? Nướng kiểu Thái luôn. Wow. Nay ăn gà không nha mười, còn món nữa lẩu nha. Này lát mình ăn cơm nếp nha. Cưng biết ở đây á, chị thấy người ta nướng này với ăn cái cơm nếp mà ta nấu trong cái ống tre nữa nha. Trời ơi, cái đó. Cưng có ăn thử chưa? Cái đó. Cơm nếp trong ống tre. Cơm nếp ống tre nó sảy luôn. Cái này em theo công thức của một cái chị người Thái. Đợi em về em hỏi anh cơm biết không, em mới nói. Sao cưng có rau muống? Ngày hôm qua đi không khe. Hên dễ sợ luôn, có rau muống. Chị bố hỏi cũng thu hoạch từng rồi lận, có rau muống. Ngày hôm qua héo hết rồi mà. Giờ mua rau muống ở ra con khe thấy ngon ghê chưa? Uống ngựa bồi ngon. Trời vụ ngon quá chừng luôn. Ngon quá em. Đỏ nữa. Đẹp quá em. Nãy em làm lẩu em phải nói cho chị biết. Nhiều lúc chị có rau gì chị đem xuống. Nhỏ này nó không nói ta. Trời chị em mình mà có gì em cứ nhắn cho chị. Đầu em tính làm lẩu gà nấu với anh. Nhỏ này nó quế. Mà nhìn có cái gì thì nói. Có gì chị đem. Gà chín rồi. Đã chưa? Đẹp chưa mọi người ơi? Wow, hấp dẫn. Ai da, c'est chaud. Chaud. Oui. Gà dễ thương quá. Nhìn thấy hấp dẫn lắm. Các bạn kia. Này ăn hôm nay Dân đãi gà nướng cơm lam.
hết sảy luôn nha. Ở nhiều dân tộc của mình cũng đứng kiểu này không? Ở trên dùng cao nguyên, dân dùng cao nguyên, nguyên á. Mình phải lên đúng dùng cao nguyên á. Mà ta cái đúng giống này không ta? Giống mà giống là ướp giống kiểu của em không? Ướp gà. Chị bàn tay. Em chưa có ăn gà cho nên giống. Ăn hết rồi khác nữa. Thơm, ngon. Cái sốt ngon, chấm vô ngon á. Ngon vô, ướp gà ngon vô ơi. Dạ chị. Ừ. Mấy em cứ theo như tiếp mà em hồn thôi. Thơm. C'est joli, c'est bien, ça fait bien. Gà lu ê ngon vô ơi. Hả? Thơm mà ngon, dai nữa. Quá ngon. Bởi vậy em nhớ em phải mua gà. Quá ngon luôn. Ouais, après manger un plus, ouais, non, ça, ça fait vraiment. Ça fait des bien. Ça fait beaucoup bien. Donc, parfait. On va faire un petit tour après manger là-bas. Après manger. Bây giờ mọi người đi dạo, rồi lát nữa về ăn tiếp nữa. Đẹp quá. Chỗ em dân ở là Sato Ryung, thuộc Hetan nhà. Cách Grand khoảng mấy chục cây số. Ở đây có khoảng 10.000 người sinh sống. Đây là một cái đô thị nho nhỏ, rất là xinh đẹp. Em dân mua nhà ở đây chắc khoảng hơn một năm á. Qua tới đây là đi đâu vậy? Đây, cái lắc đó hả? Là cái ở đây mát quá ha. Đẹp quá. Cái này là cái gì vậy ta? Đó, cái tháp Sato có hai con kiến, nãy mình đứng mấy bên kia mình nhìn nó đó. Vậy đó hả? Con có nhìn thấy đẹp chứ, cái view đẹp quá em. Cái view đẹp nè. Nhìn dốc này thì không mà. Đẹp quá trời luôn. Trời đi học đường nghe nhạc nữa. Trời ơi đây mà có qua lại nữa ở ngoài đường nữa ta cơ nè. Ôi thơm quá chừng luôn. Cái này giống như nó đến cái mùa phết gì sao nó bắn pháo bông nó có mấy cái. À biết rồi mấy cái đồ này biết mà. Bữa nó bắn pháo bông để em ra đây coi. À đúng rồi nó nhìn. Cái viên nhỏ mà cũng bắn pháo bông.
viên nào, viên nào nhỏ lớn cũng đóng bán cho. Rồi. Rồi. Wow, là ba cả đi. Mẹ ơi. Đẹp lắm. Anh này giống như cái hồ than thở ở Đà Lạt có gì. Đấy đúng. Ê giấc. Cá trứng tana sova. Có mấy con vịt trời nó nằm đây. À nó ngủ. Ngủ, nó ngủ chứ không phải chết nha. Tưởng chết rồi chứ, chết chạy xuống bắt về làm thịt ăn, chết. Làm lẩu. Về làm lẩu vịt nó chao. Đúng rồi đó. Quá trời nè, trúc tre luôn nè. Đây rồi, đây có mua hoa lạ. Leo lên chơi, leo vòng đi về. Phong cảnh hữu tình. Le tour est pas très long. Chị mang tưởng đâu đây nó chơi đánh tennis chứ. À có kìa Ngọc. Có tiền hành. Giờ nó còn học tennis á. Nó hả? Họ luôn á, tại vì hoa nhài nó có nhiều, nó có nhiều cái. Vậy là quay qua lại cầm bãi cứt trâu á, là nó đó. Đem bãi cứt trâu vô. Là... quay không đẹp. Quay đó, mỗi chị đẹp không lên YouTube chơi. Cool vậy. Yes. Nãy giờ đi dạo một vòng cho xuống cơm rồi ha, bây giờ về nhà ăn tiếp nữa nha mọi người. Nấu chè gà nha em. Ủa làm nấm hai ba thứ gì vậy? Thứ nấm của chị cho với thứ này. Này rau gì em? Bắp cải hả? Cải. Ngon ha. Đây là nồi lẩu của dân nè. Mình hấp dẫn quá em. Chị thấy á, chị thấy mấy cái món menu cho cái mấy người vua mà của nước Anh á, Anglaterre đó. Qua bên ông Macron á, chị thấy để menu nó để gì phải không? Xếp tôm hùm làm gì nè. Xếp đãi gì đãi mấy ông đó xếp nha cưng, cái nấm chị nhặt đó. Chứ không phải giỡn đâu. Tứ danh luôn. Món đặc biệt cho mấy ông vua cũng có cái này nữa nha em. À. Đây nấm clorot. Dễ thương quá em. Nấm đùi gà phải không em? Clorot là nấm gì quên rồi, không phải nấm bào ngư. Nấm bào ngư. Nấm bào ngư nè. Rồi cái này là nấm nấm gan bò, nấm thông, nấm xếp gì đó. Cô đi tí xuống muốn kêu gì kêu chị. Mày ăn lẩu thịt gà, cái này là lẩu Thái. Après tout le monde. Je vois préparer quelque chose. Em có bao giờ vô chợ coi nó bán đông đá không? Nó không có luộc chín như mình nha. Nó không có làm chín như chị. Nó để tắm tươi nó bọt luôn. Mà theo chị kinh nghiệm mà chị thấy những người Tây á, người ta nói là mình làm như vậy để đông đá xong mình ăn ngon hơn.
đúng đúng đúng, hơn mình để tươi nó ra nó khô mình sao rồi. Tại mấy người Tây nói cái nó giữ được chất dinh dưỡng hơn. Vô ngon con, có nước mắm này không? Nồi bao nhiêu? Nồi bao nhiêu? Nãy măng miếng nước ngon lắm. Múc cho ông xã cưng đi, ông ngồi nãy giờ. C'est que du poulet? Hein? Le dessert, le poulet. Ah, bah c'est du. Ah, bah, c'est poulet, le dessert. Ah, le dessert, super, ah. Merci. Ah, bah, poulet, la chic, là ma. D'accord. Je rajoute un peu de crème fraîche dessus? De quoi? De crème fraîche? Giờ, hôm nay ông ăn bắp cải, giờ bắp cải thôi, khỏi ăn không. C'est le dessert. Je lui dis, bah oui, super. On va manger le dessert. Ça va, merci beaucoup. Cái héo chị ngâm nước nó tươi lại vậy. Em rau ở đây em bỏ tủ lạnh chứ nó bị héo. Chị hái này lâu lắm em rồi chị bỏ. Ngâm nước lại là nó tươi. Chị ăn tươi rồi còn á. À vậy làm lẩu này ăn ba. Vậy. Ra muốn. Nước là nước ngọt. Thôi dân nếm đồ ăn ngon dân. Nước ngọt hết trơn. Chị nếm vô cái dừa luôn á. Sa bít mà Ngọc ăn được không con? Sa lá. Ăn ớt quá đi. Non, du lait. Non, du lait. Non. Non. Du vin. Du vin. Bah oui. Cay, cay thì không sợ hả? Không sợ hả? Cay thì sợ hả? Ba cho ý kiến rồi ngon không? Ngon. Quá ngon luôn. Ngon, ba bỏ thịt bò cũng ngon. Thì đang làm lẩu gà. Ba có à cái đó gà nấu sả ngon lắm. Gà lẩu lẩu sả. Cái đó là tự tên em cho. Ừ, ngon. Tao thử mấy sếp nó vô đó thơm cực kỳ. Sếp mà làm cái này á, thơm cực kỳ thơm. Bởi vậy chị nói cái nấm sếp này làm gì cũng hợp với nha dân. Ừ, trời nó ngon. Mà cà phê vẫn cũng ngon thiệt chứ, em mua đó cà phê nó quá ngon rồi chứ. Không nghe nổ gì hết trơn hả? Bây giờ uống champagne ăn mừng. Được rồi. Ông khui đẹp quá mà không quay gì hết á. Bây giờ đi xuống đó để quay, ông mở ra cái bọc. Dân làm bánh flan nè. Chị ăn bánh flan, chị có muốn để miếng cà phê vô không? Ngon à, lát cho lấy của ảnh nè. Thôi em pha cái khác. Nhiều của ảnh được rồi, con này nó bày ra khó lắm, chị nói được rồi. Mình để cho cái này để cà phê cả. Cái này em để cà phê vô là nói gì khác hả? Cái của chị để vậy. Bởi vì ở đó thay nhà mình nó nhiều quá nha. Top rồi, up hết xuống. Merci, 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 merci. Nghe lên, cái tự nó lên tay. Nó rất nhẹ mà. Cái bình nó lên, đi. Ngọc uống một con. Ngọc uống champagne không? Alors, bà, uống bu đỏ ba, để lộn bu đỏ ba. Je vais servir de la façon dont le champagne doit se servir. Merci. Le doigt dans le doigt, le un peu le bouteille. Exactement. Ça, c'est le bâton de serveur de champagne. Ok, ok, cầm cái tay để dễ. Làm giống mấy hồ xe phơ chứ sao nó. Giờ thích lấy này nè. Ngon lắm à. Chừng nào uống champagne nhớ cụng ly nha quý vị. Em làm ngon quá hả? Ngon lắm mà. Chắc này món ruột của em đó. Đâu cho miếng cà phê vô nó ngon lắm đó sếp. Đợi một chút đi, đợi một chút. Mở một chút năng hết này sao. Muốn cho măng miếng đây. Này, Dân kêu ảnh múc cà phê không? Ngon lắm. Cho em xin. Đã làm cà phê cho ông. Ly cà phê khác cho. Thôi đúng rồi. Để cho người ta uống, làm cho người ta rồi còn biểu chi. Sẽ lên bây giờ uống. Chủ nhà này tính thẳng, không ai tính thẳng. Có phụ cái vụ cà phê vô nữa. Có thêm miếng cà phê vô mới đúng. Không, bánh flan ngon.
ngon. Em làm ngon lắm. Em làm quá ngon Dân. Donc en plus si je vais racheter du café, je bon santé. Ah oui. Bah oui, c'est bien. C'est un café, c'est thử cái champagne ngon không? Uống nước kìa, nước kìa con. Con không uống champagne hả? Uống nước đi. Vậy con uống nước nha. C'est surtout pour tranquille, au moins. Même s'il n'y a rien, c'est pas grave. Allez. Con đỡ đâu nhỉ? On va recommencer. Uống thôi champagne ngon, ngon ghê chứ. Ngon quá. Ngon. Champagne ngon nha Dâm. Ngon. Ngon. Quoi? Ngon. Ngon, c'est tout hả? Ah bon? C'est simple, ngon. Les bruits, ils sont aussi. Ngon nhiều quá. Vô em, dẫn em, để em vô. Nói vậy cái tàu. Ồ, uống ly champagne vô đã quá rồi ta. Cái này nó ngon quá. Người này mình thấy dễ chịu quá ta. Ừ. Ý luôn. Không nhận đã thì chắc chứ. Thì cảm thấy nó dễ chịu. Uống champagne cuối cùng. Ngon không phải giống như người ta uống champagne ăn bánh ngọt là nó hợp đúng. Nó hợp cái đúng ha. Thấy hợp ghê luôn á. Phải ăn bánh lạnh, bánh ngọt mà bánh lạnh. Quá ngon. Em mù tịch em không biết là champagne là ăn cái gì nhưng mà đúng là hợp ghê. Hợp với bánh ngọt lắm. Ôi à la pha quá đã tuyệt vời. Thấy nó sảng quá đã quá. Wow. Ok. Ngon quá ngon, hiểu quá ngon á. Cái chai champagne này quá ngon luôn, cái hiệu này nha. Ăn với bánh ngọt. Ăn với bánh ngọt ngon tuyệt vời. Anh Thái mua ngon. Anh Thái mua champagne ngon. Cà phê champagne quá ngon, bánh lắm ngon lắm. Hôm nay mình có trùng luôn. Quá ngon luôn đó nha, quá vui luôn nha mọi người. Xong đội nón đi đâu hả? Xuống. Đưa xuống. Sợ lạnh mỏ ác. Ba lái được không? Xỉn rồi. Chị sợ quá. Cả ngày tối đi yên tĩnh quá ha. La lune. Attends encore. Il y a 22h. Mais à 22h. 22h la lune qui. Oui, elle sort là-bas. Ouais, la lune. Ồ, đây ấy cái đèn lên nhà đẹp quá, nhà mới này đẹp quá. Bonsoir. Mà cái dân đó nó có nhà nó cũng đàng hoàng lắm, nó không có là việc làm nữa, nó không có như mấy cái dân mà thất nghiệp ở mấy cái khu ấy nha dân. Cái dân đó mà em thấy nó có nhà có cửa mà dân làm việc nó cũng khác nha, nó khác liền. Nó cũng kiếm cái chỗ yên tĩnh nó ở chứ nó đâu có thích chỗ ồn ào. Là Cương biết rồi đó. Lần đầu tiên mới thấy tụi mình vậy luôn á. Hồi chiều chị đi đâu thấy ai đâu. Ở đâu lại á. Mình kỳ thị quá dân này. Không mà tại tụi nó đa số vậy. Đa số vậy. Làm cho mình phải ấn tượng xấu với nó không à. Có ấn tượng xấu quá chừng luôn. Chứ em thông thường là em không kỳ thị đâu. Mà tại đi học quá chị. Mà lúc đi học tiếng Pháp chung thì nó trời ơi tụi con bậy. Vui ha. Dạ. Tối đẹp quá. Ở đây mật độ dân số nó đông. Cái viên nó nhỏ gì. Nhưng mà vui mà. Chị thấy im. Không có đông mà yên lắm á. Đã. Rồi bây giờ chị cảm ơn cả. Cảm ơn hai chồng nhiều nha. Trời ơi em cảm ơn anh chị nhiều. Đâu có. Đi xuống làm mệt chết mà cảm ơn chị nữa em. Hả?
dès que vous rentrez, merci à toi. Je vous remercie, c'est nous. Ok. Non, non, ça fait plaisir de vous voir. Vui franchement. Vui thiệt luôn. Vậy cũng vậy, xuống vui lắm á. Vous venez. Oui, donc c'est pas que la première fois, ce sera plein de fois où vous venez, donc on sera très heureux de vous revenir, de vous revoir. Oui. Rentrez bien. Ông xã vừa nói là mai mốt sẽ xuống đây chơi nữa, không phải là một lần duy nhất thôi. Rồi khi về tới nhà, nhắn tin cho vợ chồng em Dân biết là về tới nhà rồi. Này ở lâu quá trời trễ luôn, vui khủng luôn á. Ở ngồi không biết tối luôn, vui với chừng luôn. Ê nha, chào nha cưng. Rất cảm ơn, trời ơi, chị cảm ơn thì có chứ. Mệt ghê luôn á. Xuống cho ăn đã thì còn cảm ơn mình nữa trời.